tháng 5 2020 dân o Đài Tiếng Nói Vì Dân cùng Trương Yến thực hiện với dân on ba miền chúng tôi đến đại sứ quán, yêu cầu đại sứ quán bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản nó cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, tới yêu cầu đại sứ quán cho nhân dân chúng tôi, dân quan chúng tôi và đồng thời dân Việt Nam chúng tôi quá khổ cho tị nạn. Đứng nó dồn lên đây thôi, đứng nó dồn lên đây gì? Nhân dân chúng tôi, nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, nhân dân chúng tôi đến đại sứ quán tha thiết yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ cho nhân dân chúng tôi trị nạn, bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cướp nhân dân chúng tôi không còn cái gì nữa hết, đất nhà nhân dân chúng tôi đã cướp sạch. Nhà cửa là coi như đây là coi như đại sứ quán là coi như ngăn cản nhân dân chúng tôi đây, ngăn cản nhân dân chúng tôi đi ra đây, cản trở nhân dân chúng tôi không cho chúng tôi đến đại sứ đây ra đây, nhân dân chúng tôi đến đại sứ quán đây, cản ngăn nhân dân chúng tôi không cho nhân dân chúng tôi. Đại sứ quán Hoa Kỳ đây. Đấy, công an này, công an đứng căng cản không cho chúng tôi đến đại sứ quán để mà yêu cầu đại sứ quán, nhân dân chúng tôi tha thiết yêu cầu đại sứ quán để cho nhân dân chúng tôi trị nạn, bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản quá thối nát, hèn với giặc mà ác với dân, cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, không cho nhân dân chúng tôi được tự do, không có nhân dân chúng tôi không có quyền con người, không có nhân quyền, không có nhân quyền, không có quyền con người. Nhân dân chúng tôi đến đây yêu cầu tha thiết đại sứ quán Hoa Kỳ để nhân dân chúng tôi được trị nạn, cho nhân dân chúng tôi được trị nạn. Đàn sát dân, bắt dân nhốt vô con. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đúng rồi. Đại sứ quán Hoa Kỳ. 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 Đúng rồi. Đúng rồi. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đúng rồi. Nhân dân chúng tôi đã nói anh em cần vệ công an để xô đẩy nhân dân chúng tôi đây, xô đẩy nhân dân chúng tôi, không cho nhân dân chúng tôi đi đòi công lý. Dân ông Việt Nam chúng tôi là bị mất 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 nha. Nhân dân Việt Nam chúng tôi là bị nhà cầm quyền Đảng Cộng sản. Không, đây đây. Đi lại đằng kia cho không có chuyện đi đâu hết. Cô ơi, tắt đường. Tắt đường không được cãi. Tắt đường mà cãi. Bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản này là thức. Cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Tắt đường mà cãi. Đừng có đi. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu nhân dân Việt Nam chúng tôi. Đảng Cộng sản quá tốt này. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu nhân dân Việt Nam chúng tôi. Đứng lại cho đó, đứng lại cho đó, đứng lại cho đó. Bọn lợi dụng chức vụ quyền hạn này, bảo kê cho chuyện khác là thuốc tốt cho đình tôi này. Cứu nhân dân Việt Nam chúng tôi. Không như chuyện ở đâu, đứng đây. Nhân dân chúng tôi, bảo vệ gì nhà, cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi không giải quyết. Bây giờ nhân dân chúng tôi yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ để nhân dân chúng tôi trị nạn. Người ta có cái gì đây đâu mà không có gì, nhân dân chúng tôi đến đây trị nạn.
tham gia chiến đấu chúng tôi vô đại đứng tham gia chiến bảo vệ nhà cầm quyền đang cầm sáng để cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi đi cướp nhân dân đi thiết ta đã cầm sáng cũng cướp mẹ gì mẹ anh không cũng cướp bây giờ chúng tôi đến đây trị nạn xin đại cầu cứu đại sứ quán trị nạn không di chuyển đâu di chuyển đi vô đây di chuyển vô đây di chuyển vô đây di chuyển vô đây cầu đại sứ quán trị nạn nhân chúng tôi khổ sở ở đây cầm quyền tỉnh Ninh Thuận này các ông không được ngăn cản nhân dân chúng tôi các người không được can ngăn nhân dân chúng tôi bởi vì chúng tôi mất đất tập nhà đi đâu về đâu không biết đi đâu về đâu không di chuyển đâu di chuyển về đây cứu dân Việt Nam chúng tôi đâu đây đẩy xuống ăn thì cứu đây coi như là công an đại sứ quán và kỳ đàn áp dân Việt Nam đấy nhân dân đại sứ quán công an đại sứ quán và kỳ đàn áp nhân dân Việt Nam kêu đại sứ quán và kỳ kêu dân đại sứ quán và kỳ 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 đại sứ quán Hoa 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 Kỳ cứu đại sứ quán Hoa Kỳ đại sứ quán Hoa Kỳ phường Tân Công hãy nhớ rằng cứu dân Việt Nam đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân Việt Nam đại sứ quán Hoa Kỳ đại sứ quán Hoa Kỳ nhà cầm quyền đảng cộng sản cướp đã cướp nhà của dân Việt Nam chúng tôi cho nhân dân Việt Nam chúng tôi trị nạn đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân dân Việt Nam chúng tôi trị nạn đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân 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 nhân dân Việt Nam chúng tôi trị nạn đứng lên đại sứ quán Hoa Kỳ 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 đại
Đại sứ quán Hoa Kỳ, 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 cư dân Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ, cư dân Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ, cư dân Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ, cư dân Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ, cư dân Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ, cư dân Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ, cư dân Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ, cư dân Đại sứ quán Hoa Kỳ, đi ra bên đường đây, ra bên đường nha. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân luôn. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân luôn. Cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân. 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 Đại sứ quán Hoa Kỳ, 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 cứu dân Việt Nam, đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân. Quay quay. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ, 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 cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Này mình đứng đợi tên là đàn áp. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đi lại nữa, đi lại nữa. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đi lại nữa. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đi lên trên kia rồi đi tiếp đi. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán đã chết đi xin người ta. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, 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 cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ, yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Hoa Kỳ ơi,
Chúng tôi tha thiết yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ, bên nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Không còn gì nữa, chúng tôi đến đây ngày hôm nay chưa giải quyết. Nhân dân chúng tôi đến đây yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ cho nhân dân Việt Nam chúng tôi tị nạn. Bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản lấy dân làm gốc, để cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Cướp sạch không còn gì nữa. Mà công an lại trao chê. Chúng tôi bị tổ tình tình đồng ý nó động hành. Có chỗ chức chủ quyền hạn thì có tất tất là cho chúng tôi không lo bắt được. Yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ. Chúng tôi đó. Yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu dân Việt Nam. Yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu dân Việt Nam. Yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ. Cứu dân Việt Nam. Yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ. 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 Nhân dân chúng tôi đến đại sứ quán Hoa Kỳ, yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản lấy dân làm gốc mà lại cướp đất, cướp nhà nhân dân Việt Nam chúng tôi. Nhân dân chúng Việt Nam chúng tôi không biết đi đâu về đâu. Chúng tôi còn con đường là tới đại sứ quán Hoa Kỳ. Chúng tôi yêu cầu tha thiết đại sứ quán Hoa Kỳ, nhân dân chúng tôi tha thiết yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ cho nhân dân chúng tôi tị nạn. Bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cướp đất sạch, không còn cái gì nhân dân chúng tôi ở. Nhân dân chúng tôi vẫn ở ngoài đường, đầu đường xó chợ. Rồi tha thiết yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ cho nhân dân Việt Nam chúng tôi trị nạn. Đá đạo tham nhũng, đá đạo nhà cầm quyền Đảng Cộng sản lấy nhân làm gốc, lại cướp đất, cướp nhà dân chúng tôi. Đá đạo nhà cầm quyền Đảng Cộng sản lấy dân làm gốc mà lại cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Đá đạo nhà cầm quyền Đảng Cộng sản lấy dân làm gốc, cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Đá đạo cái nhà cầm quyền Đảng Cộng sản. Đá đạo cái nhà cầm bướm Đảng Cộng sản. Coi như nhân dân chúng tôi xin chào anh chị em đã chia sẻ nhân dân chúng tôi. Thì nhân dân chúng tôi quan trọng cảm ơn nhà cầm quyền, cảm ơn anh chị em trong và ngoài nước để giúp đỡ nhân dân chúng tôi. Bởi vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản quá thối nát, hèn với dịch mà ác với dân, cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi, mà còn công an còn vẫn bao che, công an vẫn bao che nhà cầm quyền Đảng Cộng sản. Cho nên nhân dân chúng tôi không được con đường sống, đi đâu về đâu đây. Cho nên chúng tôi, nhân dân chúng tôi kéo đến tòa đại sứ, tha thiết yêu cầu tòa đại sứ để mà để cho nhân dân chúng tôi tị nạn. Nhân dân Việt Nam chúng tôi rất khổ, nhân dân chúng tôi bị nhà cầm quyền Đảng Cộng sản đã cướp sạch đất nhà, cướp cả quyền con người. Không, nhân dân chúng tôi cướp cái quyền tự do nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đi là không có cái tự do. Nhân dân chúng tôi đi không còn cái con đường mà để sinh sống. Nhân dân chúng tôi tha thiết yêu cầu tòa đại sứ để cho nhân dân chúng tôi, Việt Nam chúng tôi trị nạn. Nhân dân chúng tôi sống cái đảng này là coi như không còn nhân dân chúng tôi hết tin tưởng nữa. Hợp quốc hội, hợp quốc hội mà bao nhiêu năm rồi quốc hội còn vẫn bao che, quốc hội còn vẫn lường đảo nhân dân chúng tôi, quốc hội còn không
nhân dân chúng tôi không tin vào cái đường tắm sáng nữa, cái nhà tòa nhà Quốc hội để họp nữa. Các anh bây giờ không tin tiền thì các bạn không tin cho thấy đâu. Tôi đi tiêu cũng sống ra này, sống tao cho ta này. Nó bảo đi được bao nhiêu, bảo được 1 tỷ này, tỷ sống tao cho ta này, mày nhìn không? Còn nắm xương nâng ra đây này. Ai mà nói là cái chuyện đó bao nhiêu? Chính là các người công an á, làm cho cái đảng cầm sáng là được có tiền, có tiền dân dân chúng tôi là đi kiện. Không ai cho, không biết ai cho đồng nào. Đừng có nói cho đi kiện bao nhiêu là cái mớ cái miệng hùm, miệng thối. Đừng có mớ cái miệng nữa. Chúng ta mà được ăn tiền nước ngoài à, ăn xuống. Đấy, mày chúng mày không có năm xương năm da như này đâu. Tỉnh sống đây này, sống cơ ra đây này. Thôi, xin chào các anh chị em thân thương mến nhất đã chia sẻ nhân dân chúng tôi, xin cảm ơn. Kết thúc anh ơi, xin hẹn lại.